Dạ cô chú anh chị ơi, bữa nay em tiếp tục lên cho cô chú chị xem một con máy. Con máy này là 3T68 sát nhỏ. Này đầu xám nha cô chú anh chị, 17 ngựa rưỡi, 20 ngựa rưỡi. Tua 3.000 tới 3.600. Con này nằm trong đầu phát hiện nha cô chú anh chị. 3T68 sát nhỏ đầu xám. Đây bô bọng ốc còn 7 màu ha. Này chỗ này là nút đề ở poly này, đường nước trên nha cô chú anh chị, không phải là đường nước dưới nha. Này gấp trong bộ mới nha, quay nóc này, cái bình này chứa nước thêm nha cô chú anh chị. Đây nước vô đây nằm đây. Đời này tua cao không có cúp nha, heo tem đỏ nha. Nền này bát này bát nền liền chổi gập đây tới đây, đùi thì đùi ống tôm mớ bánh chén luôn. Này chưa có gắn cài đăng vô nghe cô chú anh chị, lắp thì 18. Này full bộ là bẻ mới hết, chưa hàng chữ tay máy luôn ha. Khi nào cô chú anh chị cần á mua thì bên em hàng chữ tay máy vô cân vô, một lắp 42 nói khúc 34. Rồi để em để tách máy cho cô chú anh chị coi. Ok nha cô chú anh chị, máy này máy nghe địa, con máy dàn cầu này nút đề đầy đủ luôn nha cô chú anh chị, không có dây đề, không có chứng dịch. 22 triệu. Khi nào mà cô chú anh chị mua em gắn cái cạc đăng vô, hàng chữ T về cô chú anh chị chỉ là gắn chứng dịch dây đề vô là chạy, trong máy có nhớt luôn nha, nhớt mới luôn. Đây nhớ mới rồi cô chú anh chị, về cô chú anh chị chỉ gắn chứng dịch dầu cái dây đề vô là chạy. 22 triệu, máy nghĩa địa dàn cầu mới. Rồi chào cô chú anh chị ơi.